Chào anh em nha, lại thêm một cây lắc xít Nhật chất lượng tốt và giá rẻ cho anh em nữa nha. Cây này là cây lắc xít Good Guitar của Suzuki nha anh em nha. Này Suzuki No 60. Bác mình quay cái tem cho anh em coi. Cây này thì chất lượng nó rất là tốt luôn anh em nha. Âm rất là hay so với tầm giá nha anh em. Mình nói âm hay với anh em, nói là ông này cũng quảng cáo đàn, cây nào cũng nói âm hay á. Mà cây này tầm giá 1 triệu rưỡi, anh em không thể kiếm cái cây hay hơn nó nha anh em nha. Tầm cây 1 triệu rưỡi, cây này và cái cây nghệ nhân hồi trưa mình có đăng một cây là hai cây âm cực kỳ hay luôn anh em, với tầm giá 1 triệu rưỡi nha anh em nha. Âm nó rất là tốt luôn. Tự vì nó hơi xước xác cho nên mình bán rẻ thôi, chứ thật chất cái cây đàn này phải giá trị hơn rất là nhiều luôn anh em. Mà nó xước xác vài vết nhỏ nhỏ vậy thôi nè. Đàn cũ lâu năm mà cây này phải trên 50 tuổi rồi nha anh em nha. Một cây đàn Nhật họ làm càng lâu thì âm nó càng hay nha. Mà đàn tốt nha anh em nha, đàn tốt, những cây này nó lâu năm nó không có bị hư đó. Mình chơi lâu càng lâu thì nó càng hay thôi, nó không bị hư. Còn những cây đàn mà anh em mua phải những cây đàn dởm, những cây đàn dở thì chưa kịp lâu nó đã hư mất tiêu rồi, 2-3 năm nó hư rồi, chứ không kịp được 50 tuổi như mấy cây này đâu nha. Những cây đàn này họ để rất là lâu luôn, vài chục năm mà chất lượng họ vẫn là tốt, rất là tốt luôn. Âm càng ngày càng hay thôi, nó chỉ là cũ theo thời gian và xước xác thôi nè. Anh em coi vài vết xước nè nha, lưng nó vài vết, mặt tớp nó nè, đó nhẹ nhẹ vài vết, còn lại là ok anh em. Cần phím êm nha, cần phím rất là êm luôn, khóa là khóa zin của đàn luôn nha. Đó, cây này của Suzuki á nè, đây nè, 1.500.000 nha, 1.500.000. Đàn mình kèm bao bảo hành đàn 1 năm. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em. Đây là tem của đàn nha anh em nha, Good Guitar No 60 Kiso Suzuki. Cái này của Suzuki nha anh em nha. Rồi quay gần cho anh em coi nè, top đàn rất là đẹp nha anh em nha. Rất nhiều năm rồi, cây này mới hơn 50 tuổi rồi đó. Hơn 50 tuổi mà cái mặt đàn nó vẫn còn nè. Anh em thấy rất là đẹp không? Xước một miếng nè, hai miếng, cái này xước ngoài da thôi nha anh em nha, sơ sơ thôi đó. Còn này dính sơn hay dính gì không biết nữa, còn lại là đẹp luôn anh em. Đẹp, tem của đàn đây nha anh em, nghêu nè, xước nè, một vài vết xước theo thời gian anh em, kiểu cũ lâu năm đây nữa nè, hai vết xước rồi. Chỉ vậy thôi nha anh em, còn lại cái đàn là chất lượng tốt, ok, ngon lành luôn, cần cũng ngon luôn, khóa là khóa zin nha, khóa Nhật zin. Cái mặt cần này rất là láng, rất là mịn luôn anh em. Để ý những dòng đàn Suzuki cái mặt cần đàn nó mịn lắm. Rồi mình sẽ đo cái action cho anh em coi, cái action thì rất là êm nè. Mình nói với anh em không, cái action nó thấp hơn mức chuẩn nhiều rồi anh em thấy không, thấp hơn mức chuẩn nha. Dây 6 cũng vậy nè, dây 1, dây 6 gì cũng thấp hơn mức chuẩn hết á. Mình test cần phím anh em coi. Tuyệt vời nha anh em, nó đã thấp đã nhẹ mà nó còn không bị lỗi, không rè không tẹt nữa luôn. Cái âm của nó rất là ấm, rất là tình cảm luôn nha anh em nha, rất ấm rất tình cảm. Mình test vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của nó nha. Có chiều sâu đúng không anh em, nó ấm và nó có chiều sâu rất là sâu tiếng. Tiếng rất là sâu, rất là trầm luôn nha anh em nha. Giá thì lại rẻ lắm, chỉ có 1.500.000 thôi anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ shop.